Ừ, khi con xem bộ phim cuộc đời đức phật ngày xưa khi mà bồ tát tất đạt đa còn trẻ đã học qua rất nhiều tri thức của bà la môn và từ những ngoại đạo khác từ triết học cho đến chính trị xã hội thậm chí còn tinh thông võ nghệ phát triển hình mẫu con người gần như hoàn hảo theo quan niệm lúc bấy giờ vừa là chiến binh vừa là một nhà thông thái vậy nếu không có nền tảng tri thức của bà la môn thì liệu đức phật có tìm ra con đường giải thoát hay không có hay không việc Đức Phật đã có một thời tu hành cùng những người bên kỳ na giáo và Đức Phật đã tiếp thu một phần từ giáo lý của họ vì có một vị thầy có không tiện nói tên đã bảo có thể ngày xưa Đức Phật đã tiếp xúc những người bên kỳ na giáo trước khi Ngài tự tìm ra con đường của mình và đắc đạo cho nên nhiều giáo lý của Ngài có nét tương đồng với bên kỳ na giáo rồi à, thứ nhất á, là cái việc bộ phim mà cuộc đời đức phật á. sư thì sư đối với cái người mà họ chưa biết gì thì sư không nói nhưng mà sư thì sư không khuyến khích xem bởi vì trong đó, đó có nhiều là đằng khác có nhiều là đằng khác À, vấn đề nó đi ngược với kinh tạng nó không đúng cái người mà họ giáo lý còn yếu và chưa có đọc kinh ấy chưa đọc kinh ấy thì họ thấy là nó hay nhưng mà với cái người giáo lý vững ấy, thì họ thấy là cái phim cuộc đời đức phật sai nhiều chỗ đó. thành ra là sư thì sư không khuyến khích À, còn cái chuyện xem hay không là chuyện của quý vị. Ừ. còn, bởi vì cái, cái bộ phim đó, đó nó thuộc về cái dạng là nó phóng tác, phóng tác và có nhiều cái tình tiết hư cấu lắm. Ừ. còn cái chuyện mà không có nền tảng kiến thức của bà La Môn thì liệu Đức Phật có tìm ra con đường giải thoát hay không? thì nó như thế này, kiến thức của bà la môn không đưa đến giải thoát giác ngộ nha kiến thức của bà la môn không đưa đến giải thoát giác ngộ và trên con đường hành đạo đức thế tôn đã bỏ sạch toàn bộ những kiến thức đó qua một bên ngày không hề đụng tới cho nên mình không thể nào nói rằng à, là cái kiến thức của bà la môn sẽ giúp đức thế tôn một phần là đó thì không có nếu như ngài có xài một chút xíu ấy, thì mình còn có thể nói được nhưng cái đây ngài hoàn toàn ngài không có xài quý vị thấy là ngay cả cái uh, 8 tầng thiền chứng mà đức thế tôn còn bỏ mà 8 tầng thiền chứng đức thế tôn còn bỏ mà thì làm gì có chuyện làm gì có chuyện ngài xài những kiến thức bà nó môn không có không hề có trong lịch sử không hề có trong kinh tạng không hề có cho nên sư mới nói là có quý vị xem phim qua chừng nha